mà khiến con tim như đang vụn vỡ. Có một nỗi nhớ cứ ngỡ là giấc mơ, mà giật mình nhớ ra chuyện đã qua. Hỏi người trên đời có mấy người yêu rồi, có tổn thương như tôi bây giờ không? Chắc rằng người hay thấy muốn phiền thì thôi, đôi môi là kỷ niệm, tay chẳng còn nắm nhưng lòng còn phương. Người cũ còn thương nghe sao thật đau xót, đau ở chữ cũ xót ở chữ thương. Bởi vì người cũ nhưng cớ sao lại còn thương? Em gặp người mới bỏ rơi lại tôi, dặn lòng sẽ quên nhưng càng quên lại càng nhớ. Và mặc người ta nói sao cứ hoài ngu ngơ, vì cứ dại khờ nên yêu em đến bây giờ. Hãy subscribe.